chào các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tăng Vinh của em ha. Anh em là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi tất cả thiết bị âm thanh, sóng và kéo ha. Và có thâu mua vàng nhạc của anh em ở gần xa. Địa chỉ em ở Ninh Thế, Cầu Kè, Trà Vinh. Số điện thoại là 0787979286 nha. Hôm nay thì em có về được một cái dàn lo kéo mới thu rồi nè. Một cái dàn lo kéo 2 bát 50 và một cặp 30 ở phía trên ha. Anh em cần mua nguyên vàng thì em sẽ bán nguyên vàng như thế này. Còn anh em mà cần nghe chất âm thì đó, em sẽ lên cái kênh Tăng Cầu Kè Trà Vinh của em. Em sẽ test cái chất âm cho anh em xem ha. Rồi mua đầu lẻ thì em sẽ bán lẻ cho anh em. Thùng lo kéo 50 từ 220 đến 100. Ở trên là bát 30 từ 190 còn 75 ha. Và qua đầu lẻ thì em có về được một cặp giỏ anh em ha. Một cặp giỏ súp 50 dán ép có chạm chống lo hay nè. Khách xài vừa tháo ra đó thì nó có hơi bị bụi bặm thì em sẽ lau chùi vệ sinh lại rồi sơn lại cho anh em ha. Rồi em bán cặp súp này là giá 1,4 triệu một cặp giỏ nha anh em ha. Một cặp giỏ súp 50 dán ép giá nó là 1,4 triệu một cặp anh em ha, chưa gồm phí vận chuyển. Và đây thì em còn một số đồ lẻ nha anh em. Cái này là một cặp 40 từ 190 con 75 bát GCS nha. Cặp GCS nha anh em, từ 190 con 75 bát zin nha. Đây, một cặp bát 40 zin. Anh em cần thì liên hệ giùm em ha, giá là 1,7 triệu anh em ha. 1,7 triệu một cặp bát GCS từ 190 con 75, hàng là zin nha. 1,7 triệu một cặp bát 40 con 75. Hàng zin đẹp anh em ha, GCS. Và đây thì em có một cặp bát để như thế này ha, bán sát về cho anh em nha, là không có hoạt động nữa, nó là bị cháy con nha anh em ha. Một cái bát GCS hay gì á, một cái là BA là đầu anh em, BA đứt xanh đó, BA xanh không hoạt động. Này làm con em vẫn làm con được nha anh em, cần mua làm con thì em sẽ làm con lại cho anh em ha. Lý do cặp bát này là em mua của một người bạn cũng có trao đổi âm thanh cũng có mấy lần rồi đó, anh nói là bát hoạt động ok, bát đẹp, anh bán em là 1,5 triệu ha. Đó, bây giờ em về em không kiểm tra hàng, em nhận hàng xong rồi hôm nay em tháo ra em coi thì là một cặp này á, một cái lẻ như thế này em mua là 1,5 triệu. Hôm nay anh em thương thì mua vừa lại giùm em ha. Bát chết con ha, một cái BA, một cái GCS đứt gù, hai cái đều hư con hết mà anh báo là hoạt động ok đó. Còn như anh em thương thì mua lại giùm em 1,5 triệu bát 50 ha, bát súp. Về anh em thay con lại nha. Còn anh em cần thay con thì em sẽ thay con rồi em bán giá thay con ha. 1,5 triệu một cặp này, một cái lẻ là 750k ha. Anh như em lỗ qua phí vận chuyển đi. 750k một cái. Hư con nha anh em ha. Hư con nha, em nói rõ là hư con ha. Và đây thì em còn một số đồ lẻ nha anh em ha. Gian số, đây em còn một cái nâng tiếng. Hàng này thì còn hợp anh em ha, mới khoảng 95%. Em mới đổi của khách ha. Cái nâng tiếng CB600, em bán cho anh em giá là 800k. 800k ha. Một cái CB có mã đây, 800k, còn đẹp can, còn nguyên hộp luôn ha, còn nguyên phụ kiện 95%. Một cây giang cơ lai số Boka giá là 1,000,000 ha. Giang cơ lai số chỉnh vít đều đầy đủ đây ha, có màn hình mít đây, có đầy đủ chức năng, giá là 1,000,000 ha. Hàng này thì có gì vật đầy đủ anh em ha, eco gì vật đầy đủ. Vang X5 thì em còn nhiều lắm anh em. Vang X5 thì em còn khoảng 3 cây. Đây, X5 thì giá 2 nguồn, giá là 2,2 triệu một cây ha. Còn đây là một cây mặt như X5 nha anh em, nhưng chỉnh tay thì giống X5 luôn, nhưng mà nó không chạy chung phần mềm X5 ha. Con này thì bán cho anh em với cái giá rất là hợp lý đây. Con này là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu. Một cây BF Audio K6 cộng.
306 nè. Cây này thì hay hơn X3 nha anh em ha. Chạy chung phần mềm X3, X5. Cây này thì giá là 1,7 triệu anh em ha. 1,7 triệu. Hai cây X5 ở dưới. Cây X5 này thì hàng một nguồn nha anh em ha. Cây này hàng một nguồn, giá là 2 triệu đồng nha. Bo chống hú, bo cô đầy đủ, mình chỉ có một nguồn. Mọi chiếc ngang hoạt động ok hết. Cái con này thì bán cho anh em với giá là 2 triệu đồng ha. Con dưới 2 nguồn, đẹp, giá là 2 triệu mốt đây nè. Con này 2 triệu mốt ha. Phím tròn, nhận phần mềm đầy đủ, mọi chiếc ngang hoạt động ok. Có set phần mềm rồi luôn nha anh em ha. Anh em cần thì liên hệ giùm em. Và đây thì em còn về được một cái lọc B-Way, B-Way 231. Hôm nay hàng này em bán cho anh em giá là 1 triệu đồng nha anh em ha. Một cây BV231 EW của B-Way, Made in China ha. 1 triệu đồng một cây lọc xì 62 cần. Và tiếp theo thì em còn một cây Code Dot ha. Cây này là xì treo Code Server. Cây này là nó là 4 quay á nè, 4 quay nha. Code 4 quay, giá là 700k ha. 700k một cây Code Dot. Và tiếp theo thì em còn một cây gian cơ lai số Q800 Blood ha. 1 triệu mốt anh em. Anh em mua thì em để 1 triệu luôn ha. TDA của tiếp. Cần thì alo lại giùm em ha. Rồi, em còn cây này thì khách đã chốt em hôm qua ha. Hôm nay em sẽ gửi cho khách. Code cơ thì đây em còn một cây 223 XL, hàng còn đẹp. Giá là 700k ha. Một cây gian cơ lai số hàng 7. Mã nó là 2600. Gian cơ lai số 6 ao nha anh em ha. Cây này 6 ao nha. Mình về mình làm EQR hay là mình đi show nhỏ nhỏ vẫn được nha. 1 triệu mốt nha anh em. Rồi một cây K7 Busa gian cơ ha. Gian cơ Busa K7. Rồi em bán cây này cho anh em với cái giá rất là hợp lý. Cây gian cơ Busa K7 bán giá là 700k. Một cây cốt cơ 223 xài dắt là 6 ly ha. Tiếp theo thì em còn một cặp chép BA anh em ha. Chép BA đít mũ, giá là 700k ha. Hàng đã qua sử dụng, 700k một cặp ha. Em còn hai cặp anh em. Và đây là chép GCF đít nhôm, hàng qua sử dụng anh em, 900k. GCF đít nhôm ha, 900k một cặp. Anh em cần thì liên hệ giùm em. Hàng mới thì em vẫn có anh em ha. Hàng mới thì đây, GCF đít nhôm, giá là 1 triệu đồng một cặp ha. Bán lẻ thì 500k một cái. GCF 450, giá của nó là 550k một cặp ha. 450 găng dặn. Đây, hàng mới anh em ha. Hàng mới, giá là 550k một cặp ha. Còn bán lẻ thì em bán 300k một cái nha anh em. 300k một cái 450. Và đây là 450, hàng cũ nha, hàng qua sử dụng. Găng là găng bắt ốc nha anh em, 450 găng bắt ốc. Nhà làm y như neo anh em ha, giống neo lắm. Của BNC. Con cũng y như neo ha. Rồi cặp này bán cho anh em là 400k ha. 400k một cặp. Bát 450. Đó. 450. Đây một cặp ha. Chép này là qua sử dụng anh em ha. Qua sử dụng rồi. 400k. Đèn thì đây, đèn 54 bóng, em còn một khoảng mười mấy 20 cây ha. 800k một cây, full màu ha. Không lỗi lầm. Và gian cơ hàng mới thì đây em có hàng nét. Nét 8 ha. Giá là 1,2 triệu, bảo hành 1 năm. Có bờ Bluetooth ha. Đấy, có bờ Bluetooth. Có cổng quang đầy đủ. Rồi gian cơ hàng mới JBL, mã là K9, giá là 1 triệu đồng ha, bảo hành 1 năm. Hàng mới nha anh em, cần hàng mới thì em có hàng mới. Và đây thì em còn được một cặp neo anh em, hai cặp neo ha. Hai cặp neo con 75. Đây, con 75 ha, giá là 2,4 triệu một cặp. Thì cặp này thì có làm con rồi anh em ha, 2,4 triệu. Bát 50 thì em còn hai cặp. Đây, bát 50 zin nha anh em ha. Năm mươi zin,
từ 220 lên 100. Bát này thì em bán cho anh em với cái giá là 2,4 triệu một cặp ha. Bát súp 50 từ 220 lên 100. Giá là 2,4 triệu một cặp. Ngoài đây thì em còn một cái bát lẻ. Một cái anh em 40 từ 220 lên 100. Bát 7 thì em bán cho anh em với cái giá là 700k nha. 700k. Hôm nay thì còn một cái lẻ em bán luôn, giá là 700k. Đây có dán keo ha, đây có dán keo người ta em nè, hai dấu. Do cái này là dắt khách mở anh em, mở lo ra bị máy bắn dít bắn vô chúng á, rồi khách dán keo lại đây ha. Nói chung là còn tương đối đẹp, hoạt động ok, hoàn hảo hết, không cọ con ha, 700k. Và đây thì em còn một cặp PA500B có làm con rồi, hoạt động hoàn hảo, bán cho anh em giá là 2,4 triệu, hàng này của Thái nha. 500B Thái bán là 2,4 triệu một cặp. Bát 50 BQ ha, bát 50 BQ từ 220 con 100. Đây, từ 220 con 100 ha. 2,2 triệu một cặp anh em ha. Và đây là bát 50 lẻ thì giá một cái là 1,1 triệu. Em còn khoảng 3 cái ha. Có làm con rồi nha. Cái này 2,2 triệu cũng vẫn có làm con rồi anh em ha. Rồi em quay còn một số đồ lẻ cho anh em ha. Quay qua phần vỏ lo. Đây, vỏ lo thì em còn một số vỏ nha anh em ha. Vỏ lo thì em còn Array, Array 40, giá là 2,2 triệu một cặp, có sơn màu vàng ha, vàng kim tuyến rất là đẹp, có sơn lại rồi nha. Họng chạm đầy đủ, lưới đầy đủ, họng Array đầy đủ nha anh em, 2,2 triệu một cặp. Còn đây là 30 Array thành phẩm nha. Đó. Anh em cần thêm sẽ sơn lại thùng cho anh em ha. Thành phẩm, phân tầng. Bát là bát con 75 ha, GCS, chép là chép 750, phân tầng đầy đủ. Anh em cần thì liên hệ giùm em, cặp này em bán cho anh em giá là 4,8 triệu nha anh em ha. Array 30. Vỏ lo thì 600k một cái nha. Full đôi. Đó. Full đôi là 600k một cái, anh em cần thì liên hệ giùm em ha. Em còn hai cặp. Súp thành phẩm thì đây em còn hai cặp súp thành phẩm nha anh em, súp 50 từ 220 con 100. Có làm con rồi, giá là 3,7 triệu một cặp, còn anh em cần đóng lo mà chưa làm con thì cần liên hệ giùm em ha. 3,7 triệu một cặp nha anh em. Súp thì em còn hai cặp súp ha. Hai cặp súp đơn 50 từ 220 con 100. Và đây thì quay qua cái phần mấy cây gian lẻ thì em đang test cho khách ha. Rồi em quay qua phần men. Men thì em còn một cây Nano Max ha. 24 sò. Đánh một cặp 30 con 100 thì khỏe ha. Còn 40 con 75, giá là 2 triệu đồng ha. Rồi tiếp theo thì là em còn một cặp 40 ha, Kalu. Hàng zin nha anh em. Giá là 1,4 triệu một cặp, con 75 ha. Anh em cần thì liên hệ giùm em ha. Đây một cây có số giá 1,5 triệu nha. Cách nào có chốt thì alo em ha, 2 in 4 out, quát số, giá là 1,5 triệu. Đây một con men MG 8,5 anh em ha, 3 triệu đồng, có sửa chữa nhẹ ha. Đây, MG 8,5, giá là 3 triệu, anh em cần thì liên hệ ha. Con này đánh full đôi rất là vô tư anh em ha. Em còn hai con như thế này, hai con giá là 3 triệu đồng một con ha. Một con men 4 kênh đây. Men 4 kênh thì em còn một con ha. Men 7 nguồn sung, khá là nhẹ nha. Một kênh đánh tốt, một cặp 40 con 75 ha. Một cặp được ha, một kênh đó nè. Và một cây men K6 lút nguồn sung, anh em cần thì liên hệ giùm em. Và tiếp theo. Tiếp theo thì em còn một cây Daton. Daton này thì giá là 32 sò, giá 2,4 triệu anh em ha. 2,4 triệu một con. Và đây một con men giá rẻ, 1,5 triệu, hai tăng phô. Một bên tăng phô thì đã độ lên đánh súp anh em. Đánh được một cái súp ha, với một cái 40. Đó. 1,5 triệu cho một con men Việt Nam có độ ha. Một con men 24 sò, hàng của công ty anh em ha. 24 sò, 4 tụ.
Đây, giá là 2,5 triệu một con anh em ha. Đánh tốt là một cặp 40, con 75. Đánh ok ha. Và đây là một con MR. MR thì em còn đây một con nữa anh em. MR 8,5 triệu. Giá cũng là 3 triệu đồng anh em ha. Một cây men 24 sò 2 tăng phô Việt Nam, giá là 1,8 triệu. Một cây 32 sò 1 tăng phô ha, 32 sò nhỏ. Hàng đẹp. Đó, hôm nay em xả bán cho anh em là giá là 1,6 triệu luôn nha. Một cây men BV 7,2 bán 1,6 triệu luôn anh em. Và đây một con men Việt Nam nặng 36 kg ha, 40 sò 16 tụ full đôi súp két vụ tư ha, hàng Việt Nam rất là lực ha. Mặt mày thì cũng còn được, cũng còn đẹp anh em ha. Rồi giá là 2,8 triệu một con, em có hai con như thế này ha. 40 sò 2 tăng phô nặng 36 kg. Một con men 32 sò mặt hơi xấu. Rồi hôm nay em bán cho anh em giá là 1,8 triệu ha. 32 sò luôn, bán anh em 1,8 triệu thôi. Việt Nam tăng phô tròn nha, tăng phô xiến 32 sò, giá là 1,8 triệu. Một cây dưới này, một cây này là EV 4,800, chạy là 48 sò, cũng là giá là 2,8 triệu luôn nha anh em ha. Việt Nam đánh full đôi vô tư nha anh em ha. Em quay sơ lược những món hàng bên em có, thì nguồn mi vẫn có ha, dây điện, tất cả món hàng bên em đều có. Có gáp dàn nhạc cho anh em ở gần xa luôn ha. Cuối video thì em cho em xin like hoặc đăng ký. Hàng đến chậm đến trễ thì anh em liên hệ giùm em ha. Nhiều khi do công việc đang chạy xe hay làm việc á, em không nghe máy kịp á, thì em sẽ điện lại cho anh em. Em còn hai cái ống áp ha. Một cái ống áp Robot 5 kg, giá là 1 triệu ha. Một cái ống áp 10 kg Hanshin là 2 triệu đồng. Anh em cần thì liên hệ lại giùm em nha. Ống áp thì Robot em còn cái 10 kg nữa nè. Nói chung là ống áp thì em còn khoảng 3 cái hoặc 4 cái. Anh em cần thì liên hệ lại số điện thoại trên màn hình ha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh em. Tiếp theo thì em còn một cặp Kalu ha.